quý vị đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và cũng như thường ngày thì chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả quý vị những thông tin hay hấp dẫn đến tất cả quý vị để quý vị theo dõi để giải trí hàng ngày. Nếu như ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm vào đăng ký và nhấn vào cái chuông bên phải để nhận tin nhắn. Nếu quý vị yêu thích kênh của chúng tôi thì quý vị nhớ hãy cho một like và nhớ chia sẻ cho những người cùng xem, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tin tức showbiz. Quang Lê bất ngờ lên chức bố, công bố ảnh con trai. Nhiều người bất ngờ trước thông tin Quang Lê có con trai khi chưa kết hôn. Sự nghiệp vững vàng, nổi tiếng và giàu có, nhưng danh ca dòng nhạc quê hương Quang Lê vẫn đi về lẻ bóng chưa lập gia đình. Tuy nhiên mới đây giọng ca xứ Huế khiến fan hâm mộ sững sờ khi bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cùng một bé trai, bụ bẩm, kháu khỉnh, anh thoải mái xưng hô bố với con. Quang Lê viết trên trang cá nhân, con ngoan lắm, chỉ khi đói bụng mới khóc một chút xíu rồi lại cười. Con của bố ngoan quá. Ở phần bình luận, Quang Lê còn giải thích rõ hơn. Có con rồi mới biết được thương cha mẹ nhiều hơn. Ngay lập tức chia sẻ của Quang Lê thu hút sự chú ý của fan hâm mộ và cộng đồng mạng. Nhiều người cũng chúc mừng hạnh phúc của bố trẻ. Tuy nhiên, không ít ý kiến tỏ ra hoài nghi vì Quang Lê chưa lập gia đình mà đã có con. Anh Lê thông báo cưới vợ bao giờ đâu mà giờ đã có con rồi, đã có vợ đâu mà đã có con rồi nhỉ? Là ông chủ của một công ty giải trí nổi tiếng, trước đó Quang Lê đã từng nhận Á quân giọng hát Việt nhí Phương Mỹ Chi là và cô bé Huyền Trân làm con nuôi, nên nhiều người cho rằng rất có khả năng nhóc tỳ Bùi Bẩm trong ảnh cũng là con nuôi được giọng ca xứ Huế nhận làm cha đỡ đầu. Quang Lê sinh năm 1981 là một trong những ca sĩ hải ngoại được khán giả Việt yêu mến bởi dòng nhạc quê hương trữ tình. Dù đã ngoài 30, nhưng nam ca sĩ đập vỡ cây đàn vẫn chưa chịu lập gia đình. Trước đó, Quang Lê từng khiến khán giả sốc khi thừa nhận đã kết hôn vào năm 21 tuổi. Qua sự mai mối của gia đình, nhưng cuộc sống hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ, cho hai người không đợi được nhau nên sớm được ai nấy đi. Là một người khá kín tiếng về chuyện tình cảm riêng tư, vào đầu tháng 10 vừa qua, Quang Lê cũng khiến khán giả tò mò và chú ý khi úp mở trên trang cá nhân về việc anh có người yêu khi đăng tải một số hình ảnh của mình với một hotgirl Hà Thành nổi tiếng. Theo một số nguồn tin, hotgirl Hà Thành cũng thừa nhận cô và Quang Lê đang yêu nhau, chuyện tình cảm hai người rất tốt đẹp và hạnh phúc bên nhau được vài tháng. Tuy nhiên, về phía Quang Lê, anh vẫn im lặng trước thông tin này. Không ít fan gửi lời chúc mừng tới thần tượng và mong anh sớm tái hôn, song không ít ý kiến cho rằng Quang Lê đang cố tình tạo scandal, đánh bóng tên tuổi.